Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề về đường rồng. Đường rồng trên đường mọc ở trên cái đường mạng đạo của mình. Đây là trong sách để đường rồng luôn, chứ không phải Tuyết Già tự đặt được. Tự vì đường rồng á, thì nếu mà nhìn vô quý cô chú anh chị em cũng biết rồi, nó phải bay 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 lên á, những cái con đường mà nó đi lên á thì người ta mới đặt là đường rồng. Đây, nó có những cái đây nè, những cái đường mà đi lên của cái đường mạng đạo của mình đó quý cô chú anh chị em. Thì ở trong sách đó để là đường này đường rồng. Đó. Đây. Tuyết Già không có cái đường này cho nên Tuyết Già phải vẽ. Mà cái đường rồng này á thì trong sách để không phải là cái đường mà gọi giống như những cái đường mà kho tiền, kho tài vận, hay là những cái đường trúng số, hay là những cái đường mà gọi là vận may nha quý cô chú anh chị em nha. Cái đường rồng này nó cũng lạ lùng lắm nè, mỗi một cái đường nó khác nhau quý cô chú anh chị em. Nè, Tuyết Già xin chia sẻ, Tuyết Già học nhiều á, Tuyết Già lên đây xin chia sẻ nhiều thôi, chứ Tuyết Già cũng không phải là tài giỏi gì. Cái đường rồng này á là nói lên như vậy nè, nói lên một cái sự bất ngờ, một cái sự bất ngờ mà mình không có nghĩ ra luôn. Tự vì có nhiều quý cô chú anh chị em đang làm trong một cái công ty, hoặc là đang buôn bán, đang làm ăn gì đó mà không bình thường á, thì thí dụ như Tuyết Già nói 5 triệu thôi nha, Tuyết Già đặt một cái ví dụ, thì tự nhiên không biết nữa, mỗi tháng mình kiếm 30 triệu, 70 triệu, tiền nó vô như vậy. Đây là cái con đường mà tăng cái sức lao động của mình đó, chứ không phải là cái con đường này gọi là con đường tài vận, con đường mà kiếm tiền nó giống như là hưởng của nha quý cô chú anh chị em nha. Con đường này là con đường gọi là tăng cái sức lao động của mình. Giống như cái sức lao động mình á là một tháng có 5 triệu, 10 triệu à, mình cảm thấy mình buồn lắm. Tự vì mình lao động nó cực nhọc mà nó đổ mồ hôi, nó Tuyết Già từng lao động biết, trộn mồ hôi nó đổ mà đói bụng tới nấy meo luôn gì đó ha, mà ráng làm tới nguyên một cái tháng luôn gì đó, mà lãnh lương á hả có mấy triệu bạc à. Ở bên Việt Nam cũng vậy, mà ở Nhật cũng vậy quý cô chú anh chị em. Ở Nhật Tuyết Già hả là không có đường mà đường rồng á, Tuyết Già làm á không có được bao nhiêu tiền hết á, giống như là mình rất là thấp. Nhưng mà nếu như đột xuất á, mình có cái đường rồng, đúng không? Cái đường rồng này nó đã đưa lên như thế này nè, là cái vận may này á, nó bao bọc cái mệnh số của mình. Đó là cái mệnh số của mình là ở đâu, là nó nằm trên cái đường mạng đạo. Mà những cái đường rồng này á, nó mọc lên nó như thế là nó bao bọc mình để nó tăng cái sức lao động của mình lên. Đó là cái sức lao động của mình á là được giống như là được tăng lương lên rất là nhiều, mà dù cho làm ăn mua bán ở bất cứ cái gì nó cũng được tăng một cái số tiền mà gọi là không bất ngờ, không ngờ được. Nhưng mà số tiền không phải là tỷ phú nha quý cô chú anh chị em nha, cái số tiền giống như là mình nghĩ không có ra vậy. Ví dụ như bình thường á mình ao ước nhiều. Thí dụ như là bây giờ Tuyết Già ao ước là mỗi ngày Tuyết Già có chén cơm, chan nước tương. Nhưng mà khi cái đường này mọc lên á thì mình có hả cả tấn gạo vậy, cả tấn gạo với lại cả trăm chai nước tương nha. Tuyết Già nói một cái ví dụ vậy. Hoặc là quý cô chú anh chị em mà đang làm ở trong cái công ty của mình, thì khi cái đường rồng này nó mọc lên thì bắt đầu quý cô chú anh chị em có nhiều cái tài lẻ, là mình kiếm tiền, giống như là mình sáng mình đi làm, tối mình về mình bán hàng online, bán hàng kiếm tiền thêm, hoặc là mình làm thêm một cái việc gì đó, hoặc là thí dụ như mình đã làm công ty rồi, mình làm gia sư, mình dạy thêm tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật gì đó. Tức là cái con đường này nó mọc lên, nó tăng cái sức lao động, tăng lên thêm cái sự mà cái sức, cái công sức, không phải là cái sức lao động mà cái công sức lao động. Cái công là nó tăng lên cái lương của mình đó, nó thẳng là tăng lên cái lương của mình đó, khi mình mọc lên cái đường này. Mà nhiều khi quý cô chú anh chị em không có biết, rồi nghĩ là tự nhiên không biết sao mà cái chỉ tay không có thấy gì hết trơn luôn á.
mà tại sao mà tiền nó vô mà cũng vô ào ào, cái này cũng thuộc ào ào lắm nhưng mà nó ào ào dưới cái sức lao động thôi. Thì trong cái sách để ào ào dưới sức lao động thì Tuyết Già nghĩ rằng khoảng hơn hơn cái sức lao động của mình, giống như là hiện tại bây giờ là mình đang nghèo đi, mình nói với tỷ mình đang nghèo đi, mà mình có cái đường mà rồng này lên á thì mình phải kiếm một tháng giống như là 30 triệu 50 triệu như chơi vậy, như chơi vậy, mình không có nghĩ ra. Bởi vì tại sao mà Tiết Già chia sẻ quý cô chú anh chị em cùng với Tiết Già tu tập là cái chỗ này, cái chỗ này mình tu tập á, nó đơn giản lắm quý cô chú anh chị em. Mà nhiều khi nói chung là cũng có hơi cái khó là cái thời gian mình tu tại gia này, còn chồng còn con mình giống như lát cái la mắng rồi này kia cái nọ đó, mình không có dằn được cái tánh nóng, hoặc là ăn chung mà mình ăn người ăn cay người ăn mặn nó cũng hơi khó. Cái đó thì quý cô chú anh chị em sắp xếp, thì Tiết Già nghĩ quý cô chú anh chị em sẽ sắp xếp được đúng không? Tiết Già thấy kết quả rất là tốt. Mà Tiết Già không có cái đường rồng này, nhưng mà Tiết Già có cái con đường khác, ví dụ như là ngôi sao may mắn hoặc là đường tài vận đó. Nhưng mà hôm nay chủ đề là chủ đề cái con đường rồng này, mà phải đủ ba nha, một hai ba, ba cái nhánh đưa lên thì mới gọi là đường rồng. Còn nếu như một nhánh hai nhánh có được không? Không phải đường rồng, không có phải đường rồng. Nhưng mà nếu đã mọc lên một nhánh hai nhánh rồi thì cái đường chỉ tay mình đang chạy đó quý cô chú anh chị em, bất cứ đường chỉ tay nào cũng vậy, khi mà thấy mập mờ lên á là bắt đầu đường chỉ tay mình đang chạy. Thì lúc đó quý cô chú anh chị em mà tinh tấn lên chút xíu, giống như là đi chùa hay là ăn chay hay niệm Phật, hay là giống như đạo Thiên Chúa, dường như là mỗi tuần mình phải đi ngày chủ nhật á, đúng không quý cô chú anh chị em? Hoặc là đạo Cao Đài thì mình niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, mỗi mỗi đạo đều có một cái sự hướng dẫn của quý sư quý thầy, của cha, bên nhà thờ thì có cha đúng không, tất cả những người cao á người ta sẽ hướng dẫn mình tu theo, đường nào cũng tốt hết đó quý cô chú anh chị em. Tiết Già nói chung là đạo nào Tiết Già cũng thích hết trơn luôn á. Mà có một cái là tại vì mình chỉ có một đạo thôi, mình một đạo để chi biết khôn, mình hướng theo cái tâm của mình mới được, chứ giờ mình nhảy qua đạo này đạo kia rồi làm sao mà mình hướng được cái tâm của mình mà mình tu tập được đó. Mình thích là mình chỉ thích thôi đó, tại cho nên ha, Tiết Già rất rất là thích nghe kinh nào Tiết Già cũng thích hết trơn á. Nhưng mà cái hiện tại của Tiết Già là cái duyên của Tiết Già là Tiết Già bên bên đạo Phật, nó là Tiết Già đang học theo mà đạo Phật, chứ còn cái gốc của Tiết Già là gốc đạo Cao Đài, mà Tiết Già cũng thuộc luôn kinh đạo Cao Đài nhiều lắm á quý cô chú anh chị em. Tiết Già là tại vì Tiết Già không biết sao nó người cứ thích là lúc nào cũng thích là mỗi lần mà đau khổ Tiết Già nói trời ơi buồn quá à, giờ đi tu đi, mà không biết tu làm sao, ngày vô chùa mình không biết làm sao, mình khờ khạo, mình không có học hành cái bằng đại học, rồi làm sao mình vô đó mình học đạo như thế nào. Tiết Già có suy nghĩ trong đầu vậy không hà? Tiết Già rất là thích cái con đường mà gọi là tu học, mà tại vì Tiết Già không không có được may mắn mà học cao, cho nên hả Tiết Già tu tại gia, cho nên cái đường rồng này á, mà nếu mà nó đi với cái đường mạng đạo của mình mà thẳng á là rất tốt, là mình kiếm bội kiếm tiền gấp gấp bội gấp gấp rất là nhiều lần đúng không? Nhưng mà quý cô chú anh chị em nói ồ sao bà Tiết Già này bà nói tu mà nói chuyện tiền bạc, nhưng mà xin thưa quý cô chú anh chị em, mình không có tiền á, mình khổ lắm, bây giờ mình thèm ăn, giờ mình ăn chay mình cũng thèm mà nước tương nè rau đậu hũ, mà quý cô chú anh chị em biết không, ở cái quốc gia như Nhật Bản gì nè, đi đậu hũ thì nó dễ mà rau như rau muống hay là nước tương nó mắc dễ sợ luôn á, thật á quý cô chú anh chị em. Hoặc là ở Việt Nam mình thì hiện tại bây giờ giống như nấm đúng không, nấm cũng mắc vậy, thì dù tu hay hay là như thế nào mình cũng phải cần cái phương tiện để sống, mình cần cái sự may mắn, mình cần cái sự mà kiếm tiền, tại vì mình kiếm tiền trong cái sự chân chính của mình, kiếm tiền bằng cái trí tuệ, bằng cái đầu óc của mình, thì cái này không có sao hết trơn đúng không? Cái này không phải là mình đam mê vật chất, nhưng mà tại vì mình muốn
có cái phương tiện mình sống để cái con đường tu tập mình nó thoải mái. Nếu như mà mình muốn không có xe, không có cộ rồi, mình muốn đi mua trái cây về mình cúng bàn Phật hay gì á, là mình đi bộ thì cũng không có tới được, mà nó rất là chậm. Cho nên khi mà có phương tiện sống thì cái nâng được cái đường tu tập của mình nó mới cao lên. Cho nên Tuyết Già phải nghiên cứu về cái đường tâm linh và cái đường chỉ tay, nhằm đưa đến cho quý cô chú anh chị em để xem trên bàn tay của mình nổi những cái con đường may mắn nào đó. Thì quý cô chú anh chị em ráng cố gắng tinh tấn hơn thì sẽ hưởng được nhiều hơn. Nếu lỡ may cái con đường nghiệp mà đưa vô thì quý cô chú anh chị em tu thì nghiệp nó cũng giảm, đúng không? Đây là đường chỉ tay đặc biệt, đây là đường chỉ tay rất là đặc biệt luôn. Đường chỉ tay mà cái sự nói lên cái sự mà gọi là nỗ lực của mình, mà cái sự nỗ lực của mình mà để mình hưởng được cái lương gọi là nó mãn với cái công sức của mình, nó mãn nguyện với cái công sức của mình. Cho nên á, mình mọc được cái đường này lên là mình rất là may mắn luôn. Mình may mắn cả cái số mệnh của mình. Bởi vì sao? Mọc trên đường mạng đạo. Trên đường mạng đạo của mình, mạng đạo là cái sự sống của mình, đúng không? Mà cái sự sống của mình á, để cho cái đường rồng này nó tiếp vô cái sự sống của mình, cho nên mình được cái sự sống cao sang. Đó, trong sách nó để vậy đó, cái sự sống mà gọi là được một cái sự bao bọc của đường rồng tiếp vô để cái sự sống mình nó được cao sang. Nó Tiết Già trong sách để sao Tiết Già cũng thuật y chang vậy luôn. Tiết Già chia sẻ để mong muốn quý cô chú anh chị em để biết được mình đã nổi lên những cái con đường mà tốt đẹp rồi, để quý cô chú anh chị em có một cái sự mà gọi là tinh tấn về tu tập và cũng đi làm có một cái sức khỏe, đúng không? Để làm, để kiếm tiền. Tại vì đường này á, là mình phải lao động mới có tiền đó, mà lao động á, là lao động tiền bất ngờ, tiền bội thu trong cái con đường mà lao động của mình. Cái này không phải là trúng số nha quý cô chú anh chị em, hay là tiền bất ngờ, mà đây là nói về cái sự mà nỗ lực. Giống như là mình cố gắng nỗ lực từ lâu rồi, mình đã cố gắng nỗ lực mà mình không có thấy được cái sự kết quả, mà ngày hôm nay mình mới vừa thấy kết quả. Cho nên cái con đường này nó rất là đặc biệt, nó đặc biệt, nó nói lên cái sự mà kết quả trong sự nỗ lực của những năm tháng vừa qua. Và khi nó nổi lên con đường này sắp tới á, là quý cô chú anh chị em bắt đầu hưởng dài dài luôn. Hưởng chừng nào mà đến nỗi cái con đường này nó mờ, không còn nữa, thì á, mình không có được hưởng nữa. Cho nên quý cô chú anh chị em ráng cố giữ cái đường này nha, cái đường này rất tốt. Đó. Hôm nay á, Tiết Già lên đây xin chia sẻ với quý cô chú anh chị em để ai có được cái đường rồng như thế này mà để làm mà có tiền thật là nhiều. Đó là Tiết Già xin chia sẻ thật sự. Video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.